Tới đây, tàng hình, nhanh, 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 nhanh. Bên trái này, bên trái hướng 75E có nhá. Tàng hình, vô đây tàng hình nè. Ok đại ca. Đi nè, tàng hình nè. Thấy không, nó không bắn đấy không? Thấy chúng ta được tàng hình rồi, thấy chưa? Thì thằng cái miếu, thằng kia làm mất tàng hình rồi, quay 3 vòng, quay 3 vòng. 3 vòng rồi, tàng hình đi. Đặt câu. Ok, tàng hình rồi. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không tin những gì em đang tâm rồi. Thấy chưa, không ai bắn đấy không? Chiều này ha, rất là an toàn, yên tâm đi. Ok, chiều này ta tiếp mẹ đây ca nha, mẹ cái thằng đại ca này. Ok, qua đây. Thấy chưa? Wow. Thấy chưa, xịn không? Xịn không? Đại ca thật lợi hại quá đi hả? Xịn không? Xịn không? Quá xịn. Chỉnh cho đi bớ. Không wow. Ai đâu. Rút súng dài ra đi. Đại ca cái thằng kia nó chọc cái AK vào lưng mình nhột quá. Cái hộp phèn. Vậy siêu quân à? À đây. Xong, thấy không? Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ có 3 ninja cực kỳ là nguy hiểm. Trở về cái thời mà cái bộ đồ này mà nó mắc á các bạn ạ. Bộ đồ này mới ra cực kỳ mắc luôn. Còn bây giờ thì bộ đồ này cứ hễ ai mặc bộ đồ này là thành ninja. Phía bên trái của mình đây đó chính là ninja phèn. Và phía bên tay trái nữa của mình đó là ninja ghiêu do dạc mới. Quá đầu luôn. Ok, như vậy là vào trận rồi, ám sát thằng nào đây? Phèn ơi. Phèn qua đây, đây này. Ám sát này. Thằng báo đen nè, ám sát nó. Đây anh thấy nó rồi nè. Tí nữa vào tìm nó, ám sát. Ui, bên đây có 2 thằng báo đen luôn nữa nè. Bên đây nè. Chết rồi. Sao? Ám sát thằng này đúng không? Ủa? Đầu quỷ nè. Ủa sao mình chém mãi nó không chết vậy? Ghiêu ơi, thằng này nó nhìn đẻo tôi nè Ghiêu ơi. Ok, trời nó chọn cái chết. Cậu làm gì cái gì mà đâm đầu vào tường vậy? Mày bị điên à? Tưởng của Ghiêu là ninja da mù. Ninja mù. Chuyện cây tôi ám sát mà thằng mặc áo đen coi. Rồi tôi thấy thằng mặc áo đen rồi đó. Đây nè, thấy không? Thấy 4 đứa mặc áo đen không? Wow. Đây 4 đứa trước mặt nè. Nó siêu quân nè, hạt đại ca. Ây da, không biết chi mà. Không có chim hả? Không có chim. Không có chim rồi. Nhưng mà mình có thể qua đây ám sát được, lấy cái mấy nhà này bắn qua nè. 4 thằng lận, 12 thằng lận đại ca ơi. Yên tâm đi, lấy mấy cái nhà bên ngoài đi vô nè, mình có thể ám sát ra được. Đại ca ơi, thấy mẹ rồi. Không sao đâu, mình chơi được, yên tâm. Mình nhóc. Ui giời ơi. Chơi được mà. Đại ca ơi. Đây này mình bắn luôn nè. Cẩn thận nha, bắn chậm chậm thôi nha. Cao ơi. Ám sát gạt nó luôn đi. Wow, em ám sát được 1 thằng rồi nè. Bố tay, bố tay. Bờ rào kìa. Bờ rào nào? Rồi, cẩn thận thôi, cẩn thận. Nóc trời, 1 pin nóc luôn. Ấy á, cái gì vậy? Chưa thấy nó ở đâu nha. Đại ca ơi. Wow. Qua nha, qua nè. Đâu rồi? Ở đây làm gì có thằng nào trên lầu đâu. Ơi nó qua kìa. Ở dưới. Nghe bom đó. Em đang ở dưới nè. Ok, xong mình vừa quét map sương đúng không? Lìa rồi. Đại ca em. Ôi khoan. Ôi rồi. Quá đại ca. Ây da nó bắn em đi. Trên nhà. Ôi ai không? Ai trọng đứt luôn. Chết mẹ đại ca rồi. Mấy chú cứ bắn đi. Đi vòng qua kia đi cậu ơi, đi vòng qua bên kia đi mấy bạn ơi. Đi vòng nè, đi nè tôi đỡ đạn chứ. Em sẽ không lên nếu mà em hy sinh đại ca, hãy nhớ tên em nha. Ok, lên trước đi. Let's go. Ok, đến đại ca. Ai. Không sao, đến cậu à. Đừng có la nha cậu. Đây là nó học. What the fuck? Cái tao mất tiêu rồi đại ca. Còn nó đi đâu rồi? Kiếm, chúng ta phải có kiếm chứ. Nhưng mà đạo ta sai chảo với cả dao này. Béo. Cái trước mặt này. Wow, trước mặt kìa đại ca. Ui một viên vào đầu 89 rồi đại ca. Nóc trời, nóc mực trời. Nóc rồi hả? Wow, nhìn siêu anh ghê quá vậy. Công tới luôn phèn văn phở. Đúng rồi đại ca ơi. Đẩy lên, cứu cho kìa, ok. Wow, đại ca ơi, có một thằng nó ngó đều anh em mình kìa. Có thấy đâu. Đại ca ơi, chơi nó đại ca. Ok, chơi nó luôn. Đâu vậy? Đâu rồi? Hay quá đại ca ơi. Đây mà, em quét thấy nó đây nè. Chạy rồi. À, đây rồi nè, đây rồi. Ok, đại ca lia map rồi. Các trò thấy sao? Gì với đại ca xin các trò vậy? Quên. Cái bị ấm đâu hả? Quên. Các đồ đệ thấy sao? Thấy ngon lành cành đào không? Ừ. Okay, được. Đại ca. Thấy quét map sương ngon không? Ngon. Ok. Wow, tại sao anh em mình là ninja, tại sao anh em mình xài súng nhở? Nhở. Kiếm chứ. Đứng im coi. Mình đang đứng. Sao? Mình đứng lên đây. Đại ca là ninja, đại ca là dùng chảo vậy? Đứng lên đây mình ngắm thế giới đi, mình đứng một góc ngắm thế giới đã, từ từ ngắm đây đi, đứng đây ngắm thế giới đã. Đó. Chúng ta là một biệt đội, hiểu không? Biệt đội ninja. Đó. Mọi người thấy gì không? Thấy gì ở phía dưới không? Sao ba lô của em nhìn cute vậy? Ủa? Sao mình không có ba lô ta? Ủa? Đại ca nhìn cái ba lô con cáo lên đó. Ủa có hả? Đại ca đang mặc ba lô con cáo luôn á. Ủa sao phèn không có ba lô nào gì hết vậy? Ủa? Đại ca chơi ba lô rồi. Bây giờ chúng ta nên đi đâu đây? Bây giờ phi vụ của chúng ta là đột nhập tốc xưởng cơ khí đại ca. Chúng ta là gì? Chúng ta là ninja. Ok. Ok. Đi đại ca ơi. Ây da cái gì vậy? Ây da. Đại ca chỉ ngu cái bò vậy. Em phèn mà phở đi đâu kìa? Em là người cao tơ đại ca. Cao tơ cái gì ở đây? Chúng ta không dùng tiếng Anh. Mẹ cái thằng cao tơ này. Ôi rồi bị bắn rồi kìa. Phèn ơi, móc phải phèn ơi. Đục kìa, lui. Nóc. Đá một chân nóc kìa. Ui phía trái đi. Má thấy không phèn. Mẹ phèn làm chết rồi. Cái thằng đè đâu rồi? Thằng đè đâu? Bắn nó. Em bắn nóc rồi. Rồi cứu, nhanh lên thằng đệ. Mẹ ơi thằng đệ này. Mày sư quân tao hả mày? Từ chích. Đại ca tao hả mày? Chích. Phê quá. Bây giờ biết cảm giác chích được phê vậy luôn á. Nó chết chưa mà lút đồ như đúng rồi vậy. Đá kìa. Ui chạy. Chưa hàng phát bánh trung thu, Nhưng mà thằng cục đá chết chưa vậy? Chưa, chạy chứ kìa. Mà sao đại ca chỉ có được có một kill vậy? Kill gì? Đại ca như con đùi vậy? Nếu mấy đệ như củ cải á, chẳng nhường kill cho đại ca vậy trơn ít chọi à. Ui đậu phộng, đậu xanh, đậu đũa, đậu đen, đậu hạt, đậu hũ, đậu bé ơi. Bây giờ sao? Mình 3 đến 4 không? Đập chết nó đi. Đi nè. Đi theo kiểu lắc lẽ nào. Chiến thuật ám sát nào mọi người. Ám sát nè. Tàn hình đi đại ca nhớ cho em hình đúng không? Ok. Nè xoay tròn 3 lần. 1, 2, 3. Ok let's go. Tàn hình chúng ta. Ủa là mình tàn hình nữa hả? Không tàn hình nhưng mà nó không chống mình được. Phèn. Tàng hình. Ủa thằng kia không chịu tàng hình. Tàng hình à. Tàng hình thì tới đây. Tàng hình nhanh. Bên trái hướng 75E có nhá. Tàng hình. Vô đây tàng hình nè. Ok đại ca. Đi nè, tàng hình nè. Thấy không? Nó không bắn thấy không? Thấy chúng ta được tàng hình rồi thấy chưa? Thì thằng kia miếu. Thằng kia làm mất tàng hình rồi, quay 3 vòng. 3 vòng rồi tàng hình đi. Hết câu. Ok tàng hình rồi. Wow. Thấy chưa? Chiều không ai bắn nữa không? Đây, chiều này rất là an toàn, yên tâm đi. Ok luôn đại ca. Chiều này là tí mẹ đại ca nha. Mẹ cái thằng đại ca này. Ok qua đây. Này qua đây. An toàn. Chiều này là sử dụng liên tục. Ui, mất tàng hình đợi xíu. Mẹ. Ok. 3 vòng ok. Xem. Ui. Má thằng cái tàng hình vô nhà luôn hả? Ê trước mặt kìa. Đại ca ơi, 105-120 đại ca ơi. Trước mặt kìa. Ok tàng hình nè. Wow, có thằng ở trên nhà ga không đó đại ca? Không có. Đi nè, tàng hình. Ok luôn. Ok. Đi, đại ca, kỳ quá. Không sao đâu, tin đi. Mình tàng hình qua đó luôn nè. Đi nè, đi chung nè. Gần tới xíu. Đi nè, phèn. Chúng ta sẽ tàng hình đi qua nè. Đi, let's go. Bật lên, đi. Thấy chưa? Wow. Thấy chưa, xịn không? Đại ca thật lợi hại quá đi hả? Xịn không? Quá xịn. Để chiên cho đi mà. Không ai đâu. Rút súng dài ra đi. Đại ca, cái thằng kia nó chọc cái AK vào lưng mình nhột quá. Phải cái thằng phèn. Vậy siêu quân à? À đây. Đó, trong nhà của người kìa. Xong, hay không? Chưa còn thịt đại ca thì lợi hại quá đi á. Lợi hại không? Hay quá. Lợi hại. Ta sẽ tàng hình vô nhà này. Sao thằng kia đi trước cả đại ca vậy? Mẹ lui ra sau đi mày. Bé. Đi, chúng ta sẽ đi tàng hình nè. Sao? Quẩy tới nào? Dạo này mọi người thấy làm sao? Quẩy lên. Đại ca chị em lôi được cái bàn DJ này, em kinh vãi nồi chứ. Mày ê. Quay DJ này vậy? Wow, em mới ăn trộm được cọc tiền này đại ca. Okay. Mẹ sao mình làm cái việc bất nghĩa như vậy? Ăn trộm cọc tiền. Sát thủ không ai làm việc xấu hết á. Sát thủ ai làm ai ăn trộm đâu. Đúng vậy. À không, tính ra là này là em trộm của đại ca đó. Vậy luôn, mẹ ớ. Hẹn gì trong túi không có đồng nào hết luôn. Thấy bên kia không? Bắn. Cái mẹ gì đâu? Ngay gốc cây hướng SE. Đó, chúng ta tàng hình, chúng ta đứng ở đây là tàng hình. Wow, em không mang nghe nhà mình có người có đại ca à? Mình vô đây đi. Rồi ok, mình tàng hình đó luôn. Không có rồi, bên kia. Nhưng mà chắc có. Ê. Wow, trời cái đại ca. Nhưng mà không, hướng NE có người. Ôi mà sao mọi người bỏ hết tàng hình vậy? Chứ mà này cú đá này. Rồi. Sao cú đá này. Nhảy lên bắn luôn, nhảy lên. Nè đại ca em lấy góc cho đại ca bắn này. Ơ hay quá đại ca ơi, gạt đại ca ơi. Bắn luôn. Đâu lấy góc cho đại ca bắn đâu. Ok, cảm ơn em. Góc tốt. Hay quá đại ca hả? Ui nó kêu nhiều lắm nha. Nóc rồi đại ca. Nóc xa. Còn ông xong kêu trắng rồi. Đùng. Từ từ coi bên phải nha. Còn trước mặt kìa. Chết ba rồi. Cứu nó kìa, nó gần chết rồi kìa. Hay quá. Rồi còn không lên luôn. Còn một bên phải. Đây để anh. Để đại ca. Ok chém bên này ninja, chém nó. Ôi xong để đại ca, trời ơi. Lỡ tay đại ca. Ôi vấn đề này chán ghê, đại ca có 2 kill à. Bé. Lật mẹ đại ca đi. Bé. Để cắt lại đại ca đi. Bé sao cứ KS của đại ca hết vậy? Khổ thân. Để coi thằng nào KS của đại ca mé thằng phèn nha. Đại ca 2 kill. Đại ca chỉ có 2 kill vậy.